Xin chào các bạn, mình là bác sĩ Phụng đến từ khoa Nhi Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc Trăng. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về chủ đề phơi nắng cho trẻ sơ sinh có thực sự tốt hay không. Mục đích của việc phơi nắng là để giúp cho trẻ hấp thu được canxi có nhiều vitamin D, nhưng mà trong ánh nắng mặt trời thì có nhiều tia như là tia UVB, tia UVA. Thực ra thì chỉ có tia UVB là có tác dụng chuyển hóa vitamin D để tăng cường hấp thu canxi thôi, còn tia UVA thì sẽ có hại cho da em bé. Nhưng tia UVB thì chỉ xuất hiện nhiều là từ khung giờ từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Chúng ta thường đưa trẻ sơ sinh phơi nắng vào giấc sáng sớm. Lúc này thì trong ánh nắng mặt trời có nhiều tia UVA có hại trên da em bé. Do đó, việc phơi nắng cho trẻ sơ sinh vào sáng sớm thì không được khuyến khích. Vậy thì hiện nay để bé hấp thụ được đủ lượng vitamin D thì bố mẹ cần bổ sung hàm lượng vitamin D là 400 đơn vị hằng ngày. Bổ sung vitamin D dạng siro theo chỉ định của bác sĩ hằng ngày. Có một số quan điểm là phơi nắng để giúp cho em bé điều trị việc vàng da sơ sinh, nhưng thực tế là bước sóng của ánh sáng mặt trời không giúp cho trẻ thải chất vàng da ra ngoài nhanh hơn. Do đó, việc phơi nắng không có làm giảm vàng da cho em bé. Vậy thì việc phơi nắng cho em bé không có lợi ích nhiều như chúng ta mong đợi. Do đó, khi chăm sóc em bé thì chúng ta nên chỉ cần bổ sung vitamin D thôi là đủ. Hẹn gặp lại các bạn vào chủ đề sau ạ.